Chào mừng các em đến với bài giảng học trực tuyến của trường tiểu học Võ Thị Sáu, môn tập đọc lớp 5. Các em lưu ý chuẩn bị sách tiếng Việt lớp 5, ngồi học ngay ngắn, ở nơi có đủ ánh sáng, không ngồi quá gần màn hình máy tính, tập trung nghe giảng và thực hiện các nhiệm vụ học tập của bài học nhé. Các em cùng quan sát bức tranh. Các em thấy đó, đây là hình ảnh các chú chiến sĩ bộ đội đi tuần qua trường học sinh miền Nam số 4. Vậy các chú chiến sĩ đi tuần trong hoàn cảnh nào và các chú có tình cảm gì đối với các bạn học sinh? Để biết được điều đó, cô trò chúng ta cùng tìm hiểu qua bài học ngày hôm nay. Bài tập đọc Chú đi tuần của tác giả Trần Ngọc, thân yêu tặng các cháu học sinh miền Nam. Các em hãy lấy sách giáo khoa, mở trang 51, 52, chúng ta cùng bắt đầu bài học nhé. Các em cùng lắng nghe cô đọc mẫu. Chú đi tuần gió hun hút lạnh lùng trong đêm khuya phố vắng súng trong tay im lặng chú đi tuần đêm nay hải phòng yên giấc ngủ say cây rung theo gió lá bay xuống đường chú đi qua cổng trường các cháu miền nam yêu mến nhìn ánh điện qua khe phòng lưu luyến các cháu ơi giấc ngủ có ngon không cửa đóng che kín gió ấm áp dưới mền bông các cháu cứ yên tâm ngủ nhé trong đêm khuya vắng vẻ chú đi tuần đêm nay nét mình dưới bóng hàng cây gió đông lạnh buốt đôi tay chú rồi rét thì mặc rét cháu ơi chú đi giữ mãi ấm nơi cháu nằm mai các cháu học hành tiến bộ đời đẹp tươi khăn đỏ tung bay cháu ơi ngủ nhé cho say trần ngọc Bài thơ mà cô vừa đọc của tác giả Trần Ngọc. Ông là nhà báo quân đội, là chính trị viên đại đội được phân công tuần tra ban đêm. Một lần, trong đêm đông lạnh giá, ông cùng đồng đội đi tuần qua trường học sinh miền Nam số 4. Với cảm xúc mến thương vô bờ dành cho các cháu học sinh nhỏ tuổi đã phải sống xa cha mẹ, gia đình, ông đã sáng tác ra bài thơ và ông đã đặt tựa cho bài thơ là "Thân yêu tặng các cháu học sinh miền Nam" sau khi đọc bài thì các em thấy từ nào là khó đọc nào cô có một số từ muốn các em lưu ý để đọc cho đúng nhé từ đầu tiên đó là từ hun hút từ hun hút gồm có hai tiếng đó là tiếng hun và tiếng hút tiếng hút có vần út nên khi đọc các em hãy nhấn giọng nhé mình cùng đọc lại theo cô nào hun hút từ tiếp theo mà cô muốn các em lưu ý đó là từ lưu luyến. Từ lưu luyến gồm có tiếng lưu và tiếng luyến. Các em nhớ khi đọc mình phải cong lưỡi nhé. Cùng đọc lại theo cô nào. Lưu luyến. Và từ cuối cùng các em cần lưu ý đó là từ lạnh bút. Trong từ lạnh bút các em lưu ý cho cô tiếng bút có vần út các em cần nhấn giọng khi đọc nhé. đọc lại nào, lạnh bút. các em giỏi lắm. cùng đọc lại ba từ theo cô nhé. hun hút, lưu luyến, lạnh bút. và ở trong bài cũng có một số câu dài mà cô muốn các em lưu ý cách đọc. đó là những câu sau. các em sẽ đọc như thế nào? cùng xem cô hướng dẫn cách ngắt nghỉ nhé. Hải phòng yên giấc ngủ say Cây rung theo gió, lá bay xuống đường Nhìn ánh điện qua khe phòng lưu luyến Gió đông lạnh buốt đôi tay chú rồi Rét thì mặc rét, cháu ơi Bây giờ các em hãy cùng đọc lại một lần nữa nào Hải phòng yên giấc ngủ say Cây rung theo gió, lá bay xuống đường nhìn ánh điện qua khe phòng lưu luyến gió đông lạnh buốt đôi tay chú rồi rét thì mặc rét cháu ơi bài đọc được tác giả gửi cho những em học sinh miền nam những em học sinh miền nam chính là con em cán bộ nhân dân miền nam ra miền bắc học ở các trường nội trú trong thời kỳ nước ta bị chia cắt vào năm 1954 đến năm 1975. Đây là hình ảnh những học sinh miền Nam, cha mẹ tham gia cách mạng, nên con em của những người cán bộ cách mạng miền Nam này sẽ được nhà nước cho ra bắt học tập tại những trường nội trú. Khi đó, các bạn còn rất nhỏ, phải sống xa gia đình, cha mẹ, nên các bạn rất được chính phủ và bác Hồ quan tâm. Từ tiếp theo, cô muốn các em hiểu rõ nghĩa đó là từ đi tuần. Đi tuần là đi để quan sát, xem xét tình hình trong một khu vực, nhằm giữ gìn trật tự đề phòng bất trắc và đây chính là hình ảnh các chú chiến sĩ đi tuần tra để bảo vệ biên giới bảo vệ biển đảo cho nước việt nam ta bài thơ được chia làm bốn khổ tác giả đã viết bài thơ này theo thể thơ tự do thể thơ tự do là thể thơ của mạch nguồn cảm xúc vì thế, các em cần phải hiểu đúng nội dung của bài và hiểu tình cảm mà tác giả gửi gắm vào trong đó mới có thể đọc hay được. Bây giờ, chúng mình cùng bước sang phần tiếp theo, đó là phần tìm hiểu bài. Trước khi bước qua phần tìm hiểu bài, các em hãy bấm dừng video và đọc lại bài một lần nữa nhé. Cô mời các em đọc thông lại khổ thơ thứ nhất, sau đó trả lời các câu hỏi của cô người chiến sĩ đi tuần trong hoàn cảnh như thế nào các em có thể dựa vào các chi tiết gió hun hút đêm khuya phố vắng hải phòng thì đang yên giấc ngủ từ những chi tiết này các em đã đưa ra được câu trả lời chứ nào và đây là đáp án của cô người chiến sĩ đi tuần trong đêm khuya gió rét khi cả thành phố hải phòng mọi người đã yên giấc ngủ say Cô chúc mừng những em đã có đáp án đúng nhé. Và câu hỏi tiếp theo của cô, các em thấy công việc của những người chiến sĩ như thế nào? À đúng rồi, công việc của những người chiến sĩ rất vất vả, gian nan và khó nhọc. Tiếp theo, các em hãy đọc ba khổ thơ còn lại, sau đó trả lời câu hỏi của cô. Tình cảm mong ước của người chiến sĩ đối với các cháu học sinh được thể hiện qua những từ ngữ và chi tiết nào? Các em thấy những từ ngữ mà tác giả đã sử dụng để xưng hô đó là chú, cháu, các cháu ơi. Đây là những từ ngữ thể hiện sự thân mật, gần gũi, bộc lộ tình yêu mến của các chú chiến sĩ dành cho các em học sinh. Và thông qua các chi tiết như là nhìn ánh điện qua khe phòng lưu luyến, hỏi thăm các cháu giấc ngủ có ngon không và động viên các cháu hãy cứ yên tâm ngủ nhé. Rết thì mặt rét thì mặc rét, chú sẽ vẫn giữ mãi ấm nơi cháu nằm. Đó là những từ ngữ và chi tiết nói lên tình cảm của các chú chiến sĩ. Dù cho gian nan, giá rét, các chú vẫn luôn dành tình yêu thương cho các cháu học sinh những mầm non tương lai của đất nước. Và các chú vẫn luôn mong ước rằng mai này các cháu học hành tiến bộ, sau này sẽ có cuộc sống tốt đẹp, các cháu sẽ giúp ích cho đất nước. Và những mầm non tương lai của đất nước hiện nay chính là các em đó. Các em hãy cố gắng học tập thật tốt để sau này giúp ích cho xã hội, cho đất nước các em nhé. Cô tin rằng các em sẽ làm được các chú chiến sĩ yêu thương các cháu học sinh sẵn sàng chịu gian khổ khó khăn để bảo vệ cuộc sống bình yên và tương lai tươi đẹp cho các cháu học sinh chính là nội dung của bài học ngày hôm nay và qua bài học ngày hôm nay cô mong rằng các em sẽ luôn chăm ngoan học giỏi vâng lời ba mẹ thầy cô để không phụ lòng những người đã yêu thương mình các em nhé cô có một vài lời dặn dò dành cho các em các em hãy về nhà, luyện đọc lại và trả lời các câu hỏi của bài. Chuẩn bị bài luật tục xưa của người Ê Đê. Vậy là bài học ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Cô mến chúc các em trong ngoan học giỏi và hẹn gặp lại các em ở những tiết học sau nhé. Chào tạm biệt tất cả các em.